Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có mua được một con mực các bạn, thật là siêu to luôn, cho gia đình ăn ngon một bữa. Đây. Wow, bự dữ. Tiếp tục đây, cự gì cơ. Quá cự quá. À các bạn. Wow. Con mực nang nha các bạn. Nè, nó bự. Con mực nó cái nang cái nửa ký. Thì cái nang này nó chắc cỡ nửa ký của con mực luôn. Nó úp cái mặt xuống dưới nhìn đi ăn cái mu rùa hả? À. Quay cái bề lưng kia. Bề kia kìa, bề kia kìa. À đúng rồi. Đầu lá ơi, cúp cái gâu xuống rồi. Đó. Đừng cho thấy cái gâu giống hệt cái mu rùa luôn. Ôi cái này cứng thiệt các bạn. Đây luôn á. Ở mình á thì lâu lâu hiếm lắm mới được con mực nang bự gì nha bạn. Mực nang á nhỏ gì nè. Đây, cái này cũng là con mực nang nhưng mà mực nang nhỏ hay sao á, hay là có kêu tên gọi khác á, mình cũng không biết nữa. Mình thấy nó cũng như là giống nhau à, nhưng mà nó nhỏ thôi. Gì thì nhiều, còn con bự này á thì hiếm lắm bạn. Cái này mực nè, mình mua á. Còn nó ăn xong lấy cái nang nó dành bó đít được. Là hồi nhỏ á, thường mấy đứa mà bỏ con đít là sợ bị quánh đúng không? Lấy cái gì, cái mò nang á, úp cái đít lại. Sợ bị la quánh đòn á. Ăn đi lấy cái bọc bỏ cái nang, bỏ cái bọc để nữa để dành cho Quỳnh Như. Quỳnh Như lì quá, úp đít đó sợ mẹ đánh. Nó biết được nó chửi mà chết luôn á. Mà 2 giờ quá đi đâu được đâu, giờ úp đít cho Quỳnh Như đi. Công nhận á, là cái phần thịt nó bạn cũng dày cui à nè. Cái này là mình mua của chị Trinh đó bạn. Ở mình đó thì gọi là chợ Cái Côn, ở ngoài chợ Cái Côn có chị Trinh bán. Chị Trinh chuyên bán đồ hải sản tươi sống bạn, tươi ngon, tươi gỏi luôn. Chị mới đem về luôn á, ngon ghê không? Bán đồ chích queo là tươi gói. Đúng rồi, đồ chết nhưng mà tươi không ơi. Ở cái trái ghê rồi, 1, 2, 3, 4. Đây nè bạn, 8, đây 9, là nguyên vườn rau của mình trồng luôn. Mà có một cái duy nhất nha, là mình trồng cải không bao giờ mà xong mình thấy tốt mình trồng xong là chó nó bư, mình trồng xong là chó nó bư rồi. Nó muốn nè, có một cái là sao mà ngổ nha, ớt nè, bạn thấy không? Cái ớt cái khủng khiếp thiệt chứ. Cái ớt nè, có ớt này á nè, thì nó sao ta ít trái, nhưng mà cái cây này là cây ớt sừng trâu nha. Dạng, dạng là sừng trâu. Sừng trâu. Sừng vàng nó cũng giống vậy luôn nhưng mà sừng trâu. Cái trái ớt sừng trâu á các bạn, các bạn trồng á, cái trái ớt này ít bị hư lắm. Còn cái trái mà sừng vàng nha, các bạn trồng ưa bị hư trái lắm, phải xịt thuốc thường xuyên. Còn này là mình bỏ không mà mình không có xịt thuốc luôn á. Hả, cây nó tốt như gì nè. Ghê chưa. Hồi mình sẽ hái thêm một ít rau ăn nữa nha bạn. Mình có trồng được mấy bụi cải bự lắm. Một bụi chà bó gì nè, hồi mình hái luôn. Giờ mình sẽ mượn anh Vẹn mần giùm mình con mực này nha. Mần anh đây chứ mượn gì? Ôi bự quá không biết đường mần. Với lại con mực nang này á, thì mình sẽ ốp sa tế nướng nha bạn. Hôm nay nhà mình sẽ ốp sa tế nướng, gói rau, chấm rau ăn. Rồi giờ đem vô thôi bạn. Anh cái rau nó dài bằng cái mặt luôn trời. Con đó con đực á. Hả? Con đực á. Sao biết con đực? Có rau. Con nào không có rau. Khó biết. Ừ hết hồn rồi. Đó. Hết biết cái nang rồi. Tặng Hút Như nha. Hơi khô đi. Mua con mực ăn lời được con cá bạn ơi. Đâu bạn cá đâu vậy? Kìa kìa. Đó đó, 2 con nữa hay gì? Hình như 2 con không ta? Ừ con nữa. Con nữa, con bự lắm. Cái này cá bún đục con ta ăn cá chai. Cá chai hay cá đục không biết. Giống cá chai hay là cá bún đục với cá nước mặn không gành. Cá nước mặn. Hay quá, 2 con cá luôn. Cá nước mặn. Mua con mực khuyến mãi 2 con cá. Rồi ghê không? Nhưng cái nàng bó đít. Này quánh cóc cóc luôn á. Kiếm gì à, gõ bóc bóc bay. Ngắt cũng trời. Cái này hết biết bự rồi. Giờ thợ chính bắt đầu ra tay bạn ơi. Chào bạn luôn nha. Lâu quá không nhóm lửa mà trời bạn ơi. Công việc chính là để cho ông thợ chính làm mới được. Thần thổi lửa. Lấy xe gùa nướng để dành nướng luôn các bạn. Nướng dễ, nướng nhúm lắm. Rộng rộng nhỏ nhỏ bự. Dễ nướng. Muốn cào cào, muốn thấp thấp đó. Nước nướng đa năng mà. Đó. Có trái cây những gì cái gắn vô cái bánh xe đẩy tiếp. Tiện lại hả? Đa dụng luôn á. Cháy dữ à, phừng phừng luôn à. Để than vô. Để nhiều nhiều vô nướng nguyên con heo luôn rồi hết luôn cả. Còn cháy nữa. Đổ vô. Đổ hàng cả đống vô, tắt queo. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Lâu lắm mà mới dùng lại cái lò này các bạn ơi. Lâu dữ lắm, lâu luôn rồi đó. Lâu rồi. Lò xe gùa. Quá. Khói lên bừng rồi. Con mực nang mần rồi nè bạn. Giờ mình sẽ ớt nữa nha. Chung với lại cái gì ta? Đậu bắp bỏ. Ngà voi. Ngà voi hả? Ngà voi. Để tủ lạnh nên nó hơi bị đen tí. Tại ngà voi già quá nó bị mốc. Nó là lên mèo hả? Trải qua phong trần buổi đời. Ghê quá vậy. Mình bỏ sa tế vô bạn. Ốp ra có sa tế vô cay cay ngon. Ở đây là cái gì ta? Củ hành với lại tỏi. Mình vô luôn cho nó thơm. Xả bạn. Bón ít hạt nêm nha. Mình để vậy á bạn, mình không có liều lượng là 1 muỗng 2 muỗng, nhưng mà các bạn cứ làm theo cái gia vị như vậy đó, mà nhắm chừng gia đình mình ăn mặn hay ngọt hay cay gì đó mình gia giảm theo nhà mình ăn tí muối thôi, tại trong hạt niêm á nó có đủ cái chất ngọt mặn rồi. Nhưng mực nó cũng mặn. Đúng rồi. Nướng nên mình để ít đường thôi nha. Tí đường thôi. Rồi mình sẽ cho thêm một tí dầu hào nữa cho nó đậm đà, nó ngon hơn. Rồi, nhiêu đó bạn. Không có tương ớt hả? Sa tế nó cay rồi nên em không có để tương ớt, mình để tương ớt nó sợ nó cay. Mình có mang bao tay nên trộn cái tay nha bạn cho nó dễ. Bóp gì nè đặng cho nó thấm vô cái phần mực á. Cái phần mực thì nãy mình có xẻ ra gì nè. Đặng cho nó thấm vô. Bóp massage cho nó. Nó mới ngon. Chứ còn mà trộn bằng đôi đũa á, nó không có điều. Massage bóp cho miếng thịt nó dập nát luôn, nướng cho nó mềm chảy nước mới ngon. Cắn vô á. Ôi nó mềm, nó tương nước ra miệng hả? Hả? Sướng gì đâu. Ớt cái này chừng khoảng 15 phút mà bạn để lên nướng được rồi. Cái bếp lửa đó chuẩn bị than nó có cái là mình nướng được rồi đó. Tối ngày trồng rau hai ngày không đó. Mình đây bạn ơi, gình bả. Ở đây chẳng bao nhiêu rau rồi, mình đây mình nướng, mình xơi hết luôn, mình xử hết luôn. Ngon lành luôn, quá trời thơm luôn mà chịu hết nổi rồi. Thơm hả Quy? Dạ thơm, dạ thơm. Mình đây mình gình nướng ăn hết luôn ha. Chị nước biết không? Để nước biết không? Phải chạy nước biết. Phải chạy nước miếng, chạy nước miếng. Dạ, cậu bóp như nhỏ ăn được không? Được. Được hả? Ừ. Đậu bắp tốt cho sức khỏe. Chưa bao giờ luôn, chưa ăn bao giờ luôn hả? Bữa nay ăn thử đi. Con đậu bắp để cha ăn con mực. Hả? Con đậu bắp cha ăn con mực. Nói đâu kỵ. Người lớn ăn mực, người nhỏ ăn đậu bắp. Con mực tới con mực gì vậy cha? Con mực. Hay quá ta, mực nang, biết mực nang luôn. Tính gình mà các bạn ơi, mà bị phát hiện rồi. Gình dễ gì khỏi em gái Sóc Trăng. Thơm nghe mùi chị không nổi rồi. Quá bự rồi. Wow. Mà mực thì nó mới dễ chín. Ừ, mực cũng dễ chín. Quá vàng tươi luôn. Quá trời ơi, vàng các bạn ơi. Hấp dẫn quá. Nhắc này tăng cường các bạn ơi. Hạ lửa. Các bạn thấy có gì khác khác hơn nãy không? Mấy con mực nó đẻ ra mấy con tôm. Con mực nó ăn cá nhưng mà nó đẻ ra tôm. Ngộ thiệt. Chúng ra mua mực ăn lời ghê luôn á. Lời lúc luôn á. Lời khúc luôn. Vừa có mực, vừa có cá, vừa có tôm. Thơm quá. Thơm quá chị hết nổi rồi. Chính rồi đó. Cái con mực nang thiệt chứ cái thịt nó dài cui luôn á. Hết biết dài luôn mà. Mà mực nang nướng ăn ngon. Còn mực ống nướng ăn không ngon. Tệ. Mực ống mà siêu to nướng ăn ngon nước liền. Thì đúng rồi, siêu to mới nướng ăn ngon mà làm gì có siêu to. Chưa thấy bao giờ. Để mai mốt anh đi câu cho mình. Dán đợi đi. Tới khi nào? Câu ở đâu? Mà biết, câu quay bạ vòng vòng nhà nè. Có mực nang là bự bự nướng cho ăn mực ống chứ. Quá rồi bạn ơi. Vậy với mấy tôm này là lẹ nhất. Ừ. Tôm mau vàng mau chín nữa. Thơm quá. Tôm thẻ. Đây mình kêu bằng tép. Ừ. Tép. Thì nó có cái nắp vậy đó là chữ ô. Người ta kêu bằng tép bạc, người ta kêu tôm thẻ, mà cái chỗ ta nuôi người ta kêu bằng tôm luôn. Ừ. Thẻ. Mà con tôm nó có nhiều loại thiệt chứ. Thấy nó kêu gì tùm lum chân. Tôm thẻ chân trắng. Wow. Nè, hấp dẫn chưa? Đó, giờ đợi bè bên kia dạng cái nữa là quất được rồi đó nha các bạn. Vô được rồi đó. Dục ăn đi cha, dục. Nướng xong rồi nè bạn ơi. Vô. Rồi là vô nha. Hấp dẫn chưa? Vô, ai ăn gì xử đó. Có rau luôn. Rau kia thì mình mua. Ăn cái đàn ông ơi. Vô bạn ơi. Ăn cái đàn ông là gì? Cái gâu. Bộ gâu quất thằng gâu. Bữa nay nhà mình ăn Tết các bạn ơi. Ăn Tết hai mâm nữa nè. Ăn Tết muộn. Đây, bên đây có ba với bác Tư luôn các bạn. Ăn Tết mà chia cả hai mâm lận. Cái gì? Các bạn ơi. Con ăn gì cha? Rồi, chào các bạn nha. Nhậu bãi cốc bà luôn. Ba với bác Tư nhậu bạn nên chia cả hai mâm luôn. Đâu thấy chồng cái đó thấy mình này phải không? Thấy nữa. Dạ hình kìa. Rồi nè. Mà nó đâu có thấy kỹ luôn à. Ăn Tết mà không có đũa gì chén gì chứ. Bóc luôn. Bóc ngon. Bóc ngon. Ngon xem. À, để anh có muối ớt kìa. Ủa muối tiêu lộn. Cái Thảo Quy ăn được không? Cay. Được chứ. Cay lắm. Đấy, nhỏ nó ăn cay hay quà nữa. Quá đã. Vô miếng dày cui luôn bạn ơi. Nước chấm ngon mà. Ngon. Tí ăn nhất lát luôn. Nhất lát luôn đi. Nhất. Nhất sao đâu. Cái gì nhất nết nữa. Ăn ngon nhất lát luôn. Rửa chưa? Rửa rồi. Rửa rồi con. Dưa leo nó không còn gọt. Làm cái ngày vô đi. Dạ. Ủa tưởng gà đó chừng nửa tháng. Ủa cái này ngọt mà cứ ngắt luôn á. Được không? Dạ được, nước chấm mà má. Cái gì vậy? Móc móc nãy dài lắm, dài nha, ăn bứt được. Cái đó là gì? Nước chấm chanh dày. Ngon. Cắn nguyên trái luôn, cắn nguyên trái luôn ra. Cắn rồi. Ăn đến ăn cho nước nóng rồi đem rồi quất nguyên trái ra. Chấm được không? Được. Được quá. À, ăn muối tiêu thì đổ ra chế ra ngoài cái ấy đó. Muối tiêu hả? Dạ. Chế ra ngoài cái lá này mẹ, lấy cái lá bự nè, chế vô. Rồi. Chơi luôn. Cải nhà chồng à. Đó, cải đó mình trồng đó bạn. Cải nhà chồng đó. Cải xanh. Mà gì mà dùng mình dữ vậy Tiến? Trồng mừng chừng một chục bụi được có một bụi bự à. Qua bển kìa. Bữa nay mới thấy Thảo Quy ăn dưa leo ngon lành luôn á. Dưa leo đó Thảo Quy ăn được. Mềm ha, giòn nữa. Dưa leo chuột. Dưa leo chuột lắc. Chuột lắc là dưa nhỏ. Con chuột nhỏ. Nước nóng nóng nha, ngon lắm. Cái cải đó ăn cũng giòn nữa. Ừ. Ngon không Tin? Ngon. Dạ ngon. Ngon không Quy? Ngon. Ừ. Nãy giờ Tin với Quy không chào ông bà gì hết trơn. Chào ông bà cô bé. Chào ông bà cô bé. Cay không? Nãy cay vậy nó méo khoái mà nó vừa ăn thì nó vừa uống nước. Tại mình ớt sa tế nó hơi bị nhiều. Ăn đậu bắp cũng như ăn mía vậy á. Ăn xong rồi phải nhả sơn. Tuốt hả? Dây nhách nè. Dạ. Mua bí khô lâu à. Dạ tới mình thưởng thức, tới mình thưởng thức. Cũng thử cái đàn ông. Ăn cái đàn ông hả? Mời bạn nha. No à. Ăn lẹ lẹ em ơi. Nặng anh qua anh ké ba với bác Tư. Dài cái gầu đó nhai là đuối luôn á. Không được á. Ăn cái nào? Cho nó dài cũng như ăn cũng như gân vậy, nó mềm ấy, nó giòn. Cay quá ăn mắt chị chưa mày được cay hết hào lắm thà nè. Ra nước mắt luôn. Chấm thấm là nó cay lắm. Chấm vô cái nước nó cay. Cái nước chấm nó cay. Cay. Mình mới ăn có một cục mà ổng chơi quanh đây, ổng lén quanh đây, ổng 1, 2, 3 vô. Vì lý lẽ đang vô là được. Vô bạn ơi, mà các bạn làm cái nha. Mình ăn ngon dữ rồi, nãy giờ ăn mà cay cay nè. Vớt cái gì? Uống 1 ly cho dễ tiêu hả? Để không nó lình xình nó vậy. Trời. Sướng. Không mà ngon thiệt. Ăn lẩu đầu uống cái ngon. Cho nó dễ tiêu. Quá đã thiệt. Thôi giờ nói chứ mà cho anh dạ nhậu đây bạn, mình qua mình ăn tiếp. Hai đứa nhỏ á, kham nguyên mâm luôn rồi kìa. Dạ gạo đói luôn rồi kìa. Mày ăn gạo luôn rồi. Dữ thiệt. Mọi bữa đâu có ăn rau đâu mà bữa nay ăn rau luôn, dữ thiệt chứ. Ngon không? Mà có một cái bữa nay mình ốp hơi cay một tí nên cô tin Thảo Quy phái ăn nhưng mà thả phải uống nước. Gói hả? Gói con nhai không được đâu, con mắc cổ đó. Gói con tép nha. Gói con tép đợi lộn tép ở đây gói. Con mực hả? Gì? Cái gầu thì nó hơi dai mà cái mình nó mềm, nhưng mà nướng cái này ăn thì ngon bạn ơi. Ăn nó dai dai, cái vị sực cắn cái vị sực sực. Ngon, với lại thêm mực tươi. Mực thì đem lên nó sẽ chết mà muối đá kỹ nó tươi ngon mà. Bạn nào muốn mua thì mua của chị Trinh nè, tươi ngon lắm. Thôi giờ mình cũng vô ăn nha. Clip đến đây mình cũng xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp bạn clip sau nha. Thảo Quy cô Tiên, con chào ông bà đi. Bye bye. Bye. Cô Tiên khoái ăn rồi.